Xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của em Ngọc. Lúc buổi sáng ngày hôm nay thì anh em đội thợ cũng đã hàn cái phần mái cũng như là chát chít những cái vữa vào những cái khe mà để cái hộp kẽm lên đấy thì cũng đã xong. Thời tiết hôm nay rất là nắng nóng, tới khoảng tầm gần 40 độ C. Hiện tại bây giờ đang khoảng tầm 2 giờ chiều nhưng mà thời tiết khá là nắng nóng đúng quý vị. Anh em đội thợ cũng đang chuẩn bị tí nữa sẽ lợp mái nhà em Sái nhá. Mái mọi thứ thì đợt trước cũng mang vào đây thôi. Ô, cái này là chắc là mang vào đây để các cháu nó nghịch vào đây. Cây này chắc nện vào đây thôi. Các cháu thì chắc là cũng nghịch, bố mẹ cũng để ý đây này, chắc là lên đây sao ấy. Hôm nay thì cũng là cố gắng làm sao anh em đội thợ cũng lợp và xong cái phần mái trên này. Mai bắt đầu chuẩn bị là cán nền sáng sớm nhá quý vị nhá. Cán nền xong là những cái phần hoàn thiện còn lại thì kết hợp luôn cả nhà em Noah. Tại vì thời gian vừa rồi này mưa khá là nhiều ấy, đâm ra đội thợ cũng không thể đi lại trên cái con đường này được. Tại vì anh em đội thợ cái nhà người ta họ cũng gần cái xã này, có nghĩa là từ đây đi về nhà họ gần 10 km, đâm ra họ sáng đi tối về ấy. Với cả mưa cũng không thể làm được, mưa lên đây thì chát chít thì xong rồi, nhưng mà còn cái mái này mưa cũng không thể lên mái để làm được ấy. Hôm nay nắng đó, trời nó khô ráo trở lại thì đội thợ mới nó tiếp tục và chỉ định làm. Cho vào trong tí không nó lăn xuống em ạ. Rồi sát nền vào. Cái này ra chỉ vì sát lại chỗ à? Vâng. Cho vào xong là mai anh bảo anh em đội thợ đúng rồi. Giúp mình láng cái chân tách kia. Vâng. Là cho mình. Còn gai rất là thôi. Cho nó bé bé thôi. Những cái viên bé bé xong là có cái búa mình đập ra. Đúng rồi, mang búa mình mới chia để cho tâm mát này mà đập như này, đập cho mát mát này. Ừ, ngoài nắng hơn hay là ngày mai ở trong mát hơn? Mà một câu luôn. Rộng rộng tí xá, cho mấy cái mép này này, cho ra rộng rộng một tí đi. Anh sợ cái chân này rồi ấy. Vâng. Cái chân này hơi bé. Bé mà. Ừ, cho rộng rộng ra đây này, càng đấy càng tốt này này. Rộng rộng ra một tí nhá. Vâng vâng. Sau cho hơi lâu lắm một tí, lấy cái chỉ còn lấy cái đá học vậy, dài bên dưới nó khỏe. Vâng vâng. Đi ra nó. Bảo cháu đi vào chỗ dâm đi, đừng nắng đấy. Ok. Cái mũ con đi vào chỗ dâm mát. Cái mũ ông cũng gặp một con là mình đi con đi vào chỗ vào dâm mát đi, vào theo qua kia đứng xem đúng không, trẻ con đừng nắng tí nó ốm đấy, bảo bố mẹ để ý vào chứ. Vâng anh làm một thôi phù hợp cái này chỉ yếu thôi tao tua tao trẻ cháu gặp cái khâu phù. Ở cái tưới đáy chắc không phải là cái đá bé quá đâu, phá lấy cái cục to tí xong đầm xuống. Hả? Ở đây cái đá to ấy. Cái đá bên trên to này này, xong rồi em lấy cái búa đập nát nó ra, xong là để giải bên tưới mai đổ bê tông xuống ấy. Vâng.
Để nhá quá. Rồi lấy cái ngắm này. Chân thế trong sape cho luôn tới sape. Ờ, lò à, lò u lò. U lò công ở đây gan ở đây công à. Xin vụ. Thế vấn đề nhá. Này này lấy về đây. Đây. Cái này được. Bỏ sợi các bạn. Từ. Bạn nó phèn nữa hàng con á. Như bây giờ chết rồi mừng á. Chưa đẩy luôn, chưa đẩy tên. Ôi dồi. Ui. Đã chửi hết. Không nhà về tu mà tôi kẹt tổ hóc các bạn.
Nào sẽ cho hai con đu rồi, không cần đu đã. Các bạn nhiều vót rồi. Hãy cho mẹ cua về. Hãy đi thăm đi. Thank you.
mấy tuần rồi? Chưa là. Hôm qua phải cô nó chia vào nó tao cho tao mua lại này. Cho tao đẩy nó. Phần hòm cứ tụ kia mua là mua phải tăng côn thôi. Bên con nó. Cũng tao mà lại hoi vậy cứ à. Cái con này. Cũng ngầm kia tới đây. Oh, she's watching.
Tọa. Đợi cho cái mũ tả. Ngang quá. Ờ, na khó lắm. Lấy về thử xem nào. Cái này uống nước ra. Kita go na. Người
xin dây về 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 này trước cho mà đi lấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.